Mấy ông kia ông rẽ thì mình rẽ.
Hay là anh đi với một người thôi. Ừ, đi một người thôi. Ừ. Kia kia chỗ đoạn đông khu dân cư đi bộ mà. Ừ. Đúng. Ra thì dễ về. Ô bà thể. Chỗ này đơn giản. Uống nồi nước đi. Nó theo luồng bởi vì là xóm này hai bên này nó thành mạnh. Đây đang về đây rồi. Đó, trời ơi, trôi mất lái đi, không phải đơn giản đâu. Cái này để đen lùa máy đi, đen lùa máy đi. Dạ. Vâng. Nó văng ngay, cẩn thận đi. Nó cao hơn một tí. Treo lên ở sau bám treo. Đứng chân lên đây, treo lên lại. Ừ, treo lên. Ôi, bước lên cái giá lại được rồi. Quạt đây á chị. Nó cứ để nhá. Cứ để. Lên đi. Đây để ở nhà, để nhấc cho. Anh ơi, lên kiểu gì? Lên đi, cứ treo lên. Có đủ không? Không đủ được, cái này không làm được. Anh ngồi. Ngồi giữa lại. Ừ, ngồi giữa. Chỉ đi được một người thôi phải không anh? Ừ, đi một người thôi. Đây để tầm nhá chị ạ. Thôi em đi nhá. Nguyên có hai xe, em coi là xe rồi. Người đang cứu người nhà,
lâu, mưa nhiều một lâu. Nó chống lật, nó bụng dưới nó kéo sâu á. Nhưng mà qua ra ngoài phố lại khó. Không nhân viên gì đấy. Pin không? À, điện thoại anh à? Hình như lúc nãy em nghe thì nó kêu. Cháu đây ạ. Vâng. Nhất nhát rồi, nhất sự quá nhất rồi chỗ nào. Bên đầu huống kia có người hỗ trợ không anh? Có. Tại vì em tí em phải sang đấy. Huống á? Vâng. Cứ đi ra hướng này à? Vào trong à? Vâng.
thấy có xe với họ đỗ đẩy đấy nhưng không biết nào. Không, nhưng mà tí nữa em mới vòng về đấy được. Bây giờ em phải ra ngoài ngoài cửa hàng trước. Nhưng mà người ta chủ yếu là cứu chỗ sâu đấy. Chỗ cầu bóng tối ấy. Chủ yếu cho bà con ra là chủ yếu. Đi ra. Đi kìa. Đi đầu gối rồi. Nên anh em mình đi lũ chút ngoài kia đây. À ừ nhỉ. Em đi dọc nó đá đau hết cả chân. Cái này nó có bùng trong miệng trên không? Đây, anh đi thì nãy đau hết chân, bảo lông không đi được. Nước lông quá. Vâng, vâng, đây bây giờ con ra. Đây con đang đi nhờ cái hộ ra xong rồi con. Alo. Alo. Có làm gì điện thoại đâu bạn không được ấy. Hả? Đi sang tâm đi. Nhà tạnh mưa chưa? Đi sang tâm đi nhé. Anh Dương gọi. Ở dưới xưởng ấy. Đây con trai mà không lội đi để con vào lội được rồi. Đấy, cái thằng kia rồi. Hôm qua đây người bảo cứu bảo là đêm hôm điện đèn không có chả nhìn thấy gì thì cứ ở nhà mà nhịp đói một tí còn hơn. Từ bé giờ thấy trận lụt là như này chưa em? Từ hồi về làm dâu ở đây chưa thấy gì đúng không? Hôm 32 năm, 33 năm trở về rồi chưa thấy nữa đâu. Bảo từ 559 cơ mà hồi nó trận đầu tiên rồi, cụ nó không biết rồi.
Sầu lắm. Anh ơi, thẳng thẳng cái vệt cỏ này là sâu này, đây này. Thẳng cái vệt cỏ bên này là sâu rồi. Điện có cái biển xanh xanh này là mình ra sang rồi. Đấy, cũng chạy xiết xiết này là sang rồi. Có phải để ngồi không anh? Ngồi đấy. Rồi. Cái này không chạy được vẫn đang. Hả? Lông quá không chạy được. Lông. Lông này của ở bên Bình Sơn là nuôi chứ không có đi.
nông quá không đi được ạ. Nó phải sâu sâu. Nông quá. Nó phải nó phải sâu luôn. Ừ. Với lại ở bên tòa án bên Tức Duyên thì ở bên kia gặp sâu lắm. Hàng xóm có không? Ừ đây. Thế chị Phấn nọng vẫn ở đấy gì? Ừ. Có ngoài đấy gọi là ngập lắm rồi, không ra mà xem gọi. Em cho chị điện thoại đó. Đây là xe đây ạ. Thế lại cho thuyền lên xe ạ? Rồi xe anh để cho vào khu trong này rồi. Trong bàn ông chú ngay trong này. À đây ạ. Thẳng ngay á hay là đi ra đèn đỏ? Đi ra hồ ra sáng nhưng mà đường cái cao quá. Ừ. Đã về rồi chú. Ngoài cửa hàng chị thì nó mới lên khoảng 70 phân đi lên để chạy đồ không biết.